Chào tất cả anh em nhá. Mọi hôm thì anh em nó quá quen thuộc, đó là mình giới thiệu anh em những cái mẫu máy tính chơi game chẳng hạn như của MSI, Asus hay là của Dell. Thì hôm nay nó sẽ lạ lẫm một chút, mình sẽ giới thiệu mẫu máy tính chơi game, đó là HP Omen của HP. Các bạn có thể nhìn đây là form HP năm 2016. Thì mọi người không thể nghĩ đây là một chiếc máy tính chơi game loại mỏng như này. Và thương hiệu thì là rất là lạ, bởi vì hôm vừa rồi thì mình đã review cái mẫu 2018, thì các bạn có thể nhìn thấy đây là logo của hãng HP. Các bạn lưu ý đây là dòng Omen thì là một dòng chuyên nghiệp dành cho đồ họa cũng như các game thủ nha anh em nhé. Và phiên bản của mình ở đây thì nó rất là đặc biệt, có bàn phím màu xanh như này. Mọi người đã quá quen với những cái bàn phím như là led trắng rồi led đỏ, nhưng đây nó là có led màu xanh cơ. Và khi mình gập vào thì nó rất là mỏng. Mình để trên bàn các bạn nhìn. Nếu mà nhìn một chút thực tế thì chúng ta sẽ la lá giống như các mẫu HP Pavilion, thì lấy thiết kế của các hãng của HP Pavilion thì đây nó chỉ làm lại logo thôi. Bây giờ mình sẽ quay gần cho các bạn xem. Mặt trên của nó thì nó làm bằng hợp kim nhôm anh em ạ, và nó phủ một cái lớp kiểu dạng như là cao su bên trên chống bám vân tay. Và khi mình gập xuống thì nó rất là mỏng. Mình nghĩ nó sẽ mỏng hơn rất nhiều so với những cái mẫu máy tính của HP, của Dell hay là của Asus. Đây, mặt sau của nó sẽ làm như này. Toàn bộ hệ thống tản nhiệt nó sẽ đẩy ra đằng sau và có chữ Omen nhỏ ở đây và hàng chục bản lề truyền thống trên các dòng Pavilion. Bên này thì nó sẽ có hai cổng USB 3.0 cổng phone. Đằng trước thì nó sẽ không bố trí bất kỳ một cổng gì cả, giúp cho cái máy nó rất là mỏng. Bên này thì có thêm cổng HDMI để chúng ta cắm ra màn hình ngoài chúng ta chơi, và cổng LAN vẫn còn. Và đây là cái cổng USB nữa, đây là đầu thẻ. Còn bên dưới của máy thì các bạn có thể nhìn nó làm như này, toàn bộ hốc để hút gió vào. Lưu ý nó dán cái Windows này, chiếc máy này sẽ được trang bị bản Windows bản quyền, và kể cả những cái sống để chúng ta đặt máy nó không bị cập kênh cũng nằm màu xanh cho nó đồng bộ cái máy này. Và hốc thì nó hút gió ra đây. Ok, còn mặt trước của nó thì mình sẽ giới thiệu các bạn. Các bạn có thể nhìn thấy mình đúng ra rất là đặc biệt, phím led màu xanh và những cái dạng vân kiểu dạng tổ ong như này. Bên trên của nó thì nó được trá một lượt gọi là vật liệu sợi carbon bên trên nha anh em nhé. Nhìn nó rất là hiện đại cái máy. Phím thì dạng trách lỗi như này, chính vì thế nó sẽ hỗ trợ các bạn làm đồ họa cũng như chơi game rất là tốt, rất là rõ ràng, khoảng cách phím khá lớn. Toàn bộ bên trên của nó là dãy loa này anh em này. Dòng Omen thì anh em đều biết nó được trang bị hãng loa danh tiếng của Đan Mạch, đó là loa Bang & Olufsen. Chính vì thế cái máy nó sẽ hỗ trợ chúng ta chơi game và chúng ta nghe nhạc trên chiếc máy này, giải trí cũng rất là ngon lành. Màn hình với màn hình 15,6 inch chuẩn Full HD và có camera này này, cảm biến camera và hai cái mic ở đây, nó sẽ hỗ trợ chúng ta thu âm và quay video trên chiếc máy này khá là ok. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cấu hình của chiếc máy này. Máy nó được trang bị sẵn bản Windows 10 Pro, chính vì thế nó sẽ hỗ trợ các bạn làm game hay là đồ họa. Nói chung là các phần mềm trên phiên bản Pro để nó hỗ trợ rất là tốt. Và trên chiếc máy này thì đang được trang bị sẵn RAM là 4GB chuẩn RAM DDR4. Mình nói thực sự với các bạn chứ một cái máy bây giờ mà chơi game hay làm đồ họa 4GB thì hơi còi. Chính vì thế anh em mua cái máy này chắc chắn chúng ta phải nâng cấp lên RAM ít nhất phải 8GB, còn nếu có điều kiện thì chúng ta sẽ nâng cấp lên 16GB RAM. Chạy vi xử lý Core i5-7300HQ 2.5 4CPU. HQ thì anh em đều biết nó là chuẩn chip hỗ trợ làm đồ họa cũng như chơi game rất là ok. Và máy này sử dụng hai cặp màn hình ON Graphics 630. Độ phân giải của màn là 1920x1080. Và cái cặp màn hình thời thượng là 1050. Đây, chúng ta kéo đây. Bộ nhớ chia sẻ của cặp màn hình 1050 là 4GB nha anh em nhé. Máy đang sử dụng hình như là cái ổ cứng HDD 1T. Với dung lượng HDD 1T, chiếc máy này thì các bạn lưu ý nó sẽ có một khe cắm ổ cứng SSD dạng M2 để chúng ta nâng cấp cho máy. Thực sự mà các bạn muốn trải nghiệm game cũng như là đồ họa hay là chơi nói chung làm bất kỳ cái phần mềm gì thì cứ nâng cấp cái SSD vào mà dùng. Chứ tôi nói thực sự với các bạn những năm 2018 kể cái máy khủng ở đâu, chạy ổ cơ coi như là vứt bỏ, nó rất là chậm. Cái ổ này chúng ta chỉ dùng để lưu trữ dữ liệu, nói chung là lưu trữ dữ liệu sẽ là hiệu quả bởi vì chi phí nó sẽ thấp. Chúng ta chỉ cần cắm thêm một cái SSD 128GB, tha hồ cài phần mềm cũng như chạy các ứng dụng trên đấy nó rất là nhanh. Đây, mời tất cả anh em chiêm ngưỡng hình thức tổng thể của chiếc HP Omen. Đây là mẫu 15 inch, còn mình cũng đã review là mẫu 17 inch thì nó sẽ to hơn một chút. Mẫu 15 inch như này thì trọng lượng của nó chỉ khoảng 2kg, chính vì thế kể cả các bạn làm văn phòng mà đam mê game vẫn có thể sử dụng cái máy này xách đi xách lại hoàn toàn thoải mái. Thời lượng pin của em này khoảng 4 tiếng nha anh em nhé.
Và bây giờ mình sẽ cắm sạc và mình rent thử cái cạc của họa con này chạy có ngon không và nhiệt độ nóng khoảng bao nhiêu. Mình sẽ test thử luôn cái màn hình, độ sáng của màn hình này có ngon không anh em nhé. Đây là phần mềm quen thuộc thì mình hay test cho mọi người, thì nó sẽ hiện luôn thông số của cái cả màn hình này, CPU các thứ nó sẽ chạy hết luôn anh em nhé, cả CPU cả cạc nó sẽ rent hết luôn tốc độ của cái máy này. Đúng là dòng 1050 thì nó cải tiến hơn hẳn so với dòng cạc GTX 960. Màn hình ảnh nó hoạt động đều rất mượt. Đặc biệt nhiệt độ của những cái dòng cạc 1050 chip thế hệ 6 hoặc là thế hệ 7 thì nó cũng hỗ trợ rất tốt. Thế hệ 6 thì nó chạy 960, còn thế hệ 7 thì mặc định luôn là 1050. Nhiệt độ hầu hết của những cái dòng máy mình test thường nó khoảng 60 độ và chiếc máy này cũng đang ở mức chạm khoảng 60 độ. Dòng này trông rất mỏng như này thôi nhưng bên trong cũng được trang bị hai cái quạt tản nhiệt. Thường những dòng mà trang bị hai quạt thì nó sẽ hỗ trợ làm mát máy tốt hơn so với dòng một quạt. Đây, nhiệt độ đang ở mức khoảng 64 và vẫn tiếp tục tăng. Đây, 64 độ thì dừng. Quạt có vẻ bắt đầu có tiếng hơi ồn. Đây, nhiệt độ của em này nó dừng ở khoảng 67 độ C nha anh em nhé. Test full max ở mức maximum cho chiếc máy này. Bây giờ mình sẽ test luôn cái hiệu năng hình ảnh của chiếc này luôn. Mình sẽ bật một đoạn video 4K. Đây, chúng ta vẫn test phần mềm quen thuộc của mình hay test. Màn hình hiển thị thì mình đánh giá như này thì thực ra thì cũng không phải là khá cho lắm. Màn hình cũng khá sáng, nếu mà so với 7559 thì mình nghĩ cái màn hình này nó sẽ sáng hơn. Con này được hay cái là nó trang bị tấm nền IPS trên màn hình, chính vì thế cái độ trong nó sẽ tốt hơn so với màn hình TL trên những một số dòng như 7566 hay 7559 của Dell. Sáng hơn màn hình Asus của dòng GL552. Mình thì xoay góc nhìn để các bạn có thể thấy là góc nhìn 90 độ mà vẫn nhìn rõ như con rắn trên màn hình. Nói chung một cái máy giá rẻ được trang bị cả màn hình 1050 như này, với màn hình như này thì mình anh em có thể nhìn thấy khá mượt. Màn hình hiển thị thì mình khẳng định luôn là sẽ tốt hơn so với 7559 cũng như là GL552 của Asus. Còn trên một số dòng MSI thì chắc chắn cái màn hình này sẽ hơn. Ok. Tổng kết lại những cái điểm mạnh trên cái dòng HP Omen 15 2016 thì mình thấy một cái thiết kế nó hoàn toàn tối giản. Nói chung là cái lôm na là nhìn nó không quá hầm hố hay là gân cốt. Chính thế nó phù hợp kể cả những các bạn làm văn phòng cũng có thể dùng những chiếc máy này. Nhiệt độ test full max thì anh em đều thấy nó khoảng 65 độ C thì nó sẽ hoàn toàn đáp ứng được cái nhu cầu làm đồ họa cũng như các thứ ABC ở mức tầm trung. Với một cái cả màn hình như này thì chúng ta có thể xử lý 3D hoặc là có thể xử lý Photoshop hoặc có thể dựng phim trên một chiếc máy này, mình nghĩ cũng hoàn toàn có thể đáp ứng được. Duy chỉ lưu ý anh em, nếu có điều kiện thì chúng ta nâng lên RAM 8GB và hỗ trợ thêm ổ cứng SSD. Còn hiện nay một cái sản phẩm như này trên thị trường đại đa số bán lai lưu hoặc sách tay về thì giá bán khoảng ở mức 18 triệu đồng cho phiên bản i5 như này. Máy sẽ được bảo hành 1 năm. Còn phiên bản i7 thì nó dao động ở mức khoảng 21 đến 22 triệu cho phiên bản Omen phiên bản năm 2016. Chạy chip Skylake và cạc màn hình 1050 như này.